Vâng, xin kính chào các thầy cô giáo. Hôm nay thì tôi xin làm một video giới thiệu đến các thầy cô giáo một nội dung phần trò chơi ô chữ. Thì nội dung phần trò chơi ô chữ này mình được thiết kế trên slide PowerPoint. Thì ở các nội dung phần câu hỏi và câu trả lời này mình được lấy ở trong phần chương trình vật lý 8, nội dung phần ôn tập chương 1 cơ học của vật lý 8 nhé. Thì ở nội dung phần trò chơi này mình đã thiết kế như sau. Mình đã thiết kế gồm có 9 câu hỏi, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đến câu số 9. Mỗi một câu hỏi sẽ tương ứng với một ô chữ tương ứng, một dòng chữ tương ứng. Câu 1 sẽ có 4 ô chữ. Câu 2, đây, câu 3 gồm các ô chữ này, tương tự các câu còn lại. Và mình đã thiết kế như sau, khi bấm vào một ô bất kỳ nào, không nhất thiết phải theo thứ tự từ 1 đến 9. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể bấm một ô bất kỳ. Khi bấm vào ô nào thì câu hỏi của ô đó sẽ hiện lên. Đấy, và nếu câu trả lời đúng thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô hàng dọc đó, nó sẽ hiện lên câu trả lời đó. Đấy là cái nội dung phần thiết kế nhé. Nhưng các đồng chí lưu ý là ở đây mình thiết kế là các thầy cô giáo hoặc học sinh có thể lựa chọn bất kỳ một câu nào chứ không nhất thiết phải trả lời lần lượt từ câu 1 đến câu 9. Vâng, sau đây thì mình xin review cho các thầy cô giáo xem các nội dung trò chơi này thiết kế như vậy đã được chưa nhé. Thì ở đây các câu hỏi này thì học sinh có thể lựa chọn tùy ý. Đây là các câu hàng ngang, có 9 câu hàng ngang này. Đấy, và câu này là câu từ khóa. Từ khóa là từ hàng dọc này, được tô màu này. Đấy, và học sinh có thể lựa chọn bất kỳ một câu nào. Ví dụ ở đây thì bây giờ học sinh sẽ lựa chọn một câu hỏi số 2 trước đi. Khi học sinh lựa chọn câu hỏi số 2 thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào câu số 2. Đấy, khi bấm vào câu số 2 thì cái ô màu câu số 2 này sẽ đổi màu. Và ngay lập tức thì câu hỏi của cái ô số 2 sẽ hiện lên. Thì câu hỏi câu số 2 ở đây là gì? Đặc điểm vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng của lực cân bằng. Đấy. Đặc điểm vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng cân bằng. Đấy, học sinh sẽ trả lời. Và khi học sinh đã đưa ra câu trả lời, nếu đúng các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô này thì nó sẽ hiện lên đáp án. Các thầy cô giáo sẽ bấm vào đây, bấm vào một dòng này, một ô nào cũng được trong cái dòng này. Đó, thì khi đó nó sẽ hiện lên từ không đổi và đây chính là đáp án của nội dung câu hỏi số 2. Tức là vận tốc của vật khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc sẽ không đổi. Vâng, đấy là câu hỏi số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thì khi đó cái câu hỏi số 2 chúng ta sẽ phải làm cho nó biến mất đi. Thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào một ô bất kỳ ở đây. Đó, bấm vào đây thì nó sẽ mất cái câu hỏi này đi. Như vậy chúng ta đã lật được cái ô hàng ngang số 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái ô tiếp theo. Tùy, chúng ta có thể chọn câu hỏi số 5. Các thầy cô giáo bấm vào câu số 5. Bấm một câu số 5 thì cái ô này sẽ đổi màu và câu hỏi của ô số 5 sẽ hiện lên. Câu 5, tên của lực do chất lỏng tác dụng lên vật khi nhúng vào trong chất lỏng. Và các thầy cô giáo sẽ cho học sinh trả lời câu hỏi này. Và khi học sinh trả lời câu hỏi này và nếu đúng thì các thầy cô giáo sẽ đưa ra đáp án. Và các thầy cô giáo sẽ làm như sau, các thầy cô giáo sẽ chỉ vào cái ô hàng dọc này. Bất kỳ một ô nào trong cái từ hàng dọc của câu số 5 này các thầy cô giáo bấm thì nó sẽ hiện lên đáp án. Vâng. Thì ở đây chính là lực đẩy Archimedes. Bất kỳ một vật nào khi nhúng vào chất lỏng thì đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes. Vâng, đó chính là đáp án của câu số 5. Và như vậy chúng ta đã trả lời xong câu số 5. Thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thì câu số 5 chúng ta sẽ phải cho nó biến mất đi. Các thầy cô giáo sẽ bấm vào một ô bất kỳ đây. Vâng, như vậy thì câu số 5 sẽ biến mất. Và bây giờ học sinh sẽ lựa chọn một câu tiếp theo. Ví dụ câu 1 chẳng hạn. Các thầy cô giáo bấm vào câu 1 thì cái ô số 1 này sẽ đổi màu và câu số 1 sẽ hiện lên. Câu 1, tên loại vũ khí cổ hoạt động dựa trên hiện tượng thế năng chuyển hóa thành động năng. Ở đây nó là một vũ khí cổ nhé. Vũ khí cổ chứ không phải vũ khí hiện đại. Thì đáp án của câu hỏi số 1 này là gì? Thì các thầy cô giáo sẽ cho học sinh trả lời và suy nghĩ. Sau khi học sinh suy nghĩ xong, các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô này. Vâng, và đáp án của nó chính là cung biến đổi thế năng thành động năng. Đó là một vũ khí cổ. Vâng, như vậy đáp án của câu hỏi số 1 là từ cung. Vâng, như vậy chúng ta đã trả lời xong câu hỏi số 1. Bây giờ nó sẽ chuyển câu hỏi tiếp theo. Thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô này, ô bảng câu hỏi này thì nó sẽ mất đi. Vâng, và bây giờ nó sẽ cho học sinh lựa chọn bất kỳ một câu hỏi nào. Câu số 8 đi. Bấm vào câu số 8 thì cái câu hỏi số 8 này sẽ đổi màu và nội dung câu hỏi sẽ hiện lên. Tên gọi chuyển động của con lắc đồng hồ. Vâng, chuyển động của con lắc đồng hồ thì được gọi là gì? Các thầy cô giáo cho học sinh suy nghĩ. Và sau khi học sinh trả lời xong, các thầy cô giáo sẽ bấm vào cái ô bất kỳ của cái
ô hàng dọc của từ số 8 này. Vâng, con lắc thì nó sẽ dao động chính xác. Vâng, tiếp tục cho cái ô hỏi này biến mất đi, rồi các thầy cô giáo sẽ bấm vào cái ô này. Vâng, tiếp theo câu số 3 đi. Các thầy cô giáo bấm vào câu số 3 thì nó sẽ đổi màu và câu từ dùng cái câu hỏi sẽ hiện lên. Hai từ dùng để biểu đạt tính chất động năng và thế năng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đấy. Thì đây chính là hai từ thôi. Vâng, các thầy cô giáo sẽ cho học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Khi học sinh đưa ra câu hỏi thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào từ hàng dọc số 3 này, nó sẽ hiện lên câu trả lời. Vâng, nó là bảo toàn, tức là động năng và thế năng không tự sinh ra mà không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia thôi. Tiếp theo, các thầy cô giáo muốn chuyển sang câu khác thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào cái ô số 3 để cho nó mất câu hỏi của số 3 đi. Vâng, như vậy đã trả lời xong câu hỏi số 3. Bây giờ ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Đấy, câu số 6 đi. Thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô số 6 và hiện tượng và câu hỏi của nó sẽ hiện lên. Chuyển động và đứng yên có tính chất này. Vâng, chuyển động và đứng yên có một cái tính chất rất quan trọng, đó là gì? Thì các thầy cô giáo sẽ cho học sinh suy nghĩ và đáp án là gì? Vâng, chuyển động và đứng yên đều có tính tương đối. Vâng, các thầy cô giáo muốn cho nó chuyển sang câu khác, các thầy cô giáo sẽ ẩn cái câu trả lời đi. Vâng. Như vậy còn chỉ còn ba câu hỏi thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ bấm vào câu hỏi số 4. Thì cái ô số 4 này sẽ đổi màu và câu hỏi sẽ hiện lên. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công trong 1 giây. Vâng, khả năng sinh công trong 1 giây thôi. Thì đó chính là đại lượng gì? Các thầy cô giáo cho học sinh suy nghĩ. Và khi đó đáp án của chúng ta sẽ là gì? Vâng, công suất. Khả năng sinh ra trong 1 giây, khả năng sinh công trong 1 giây thì đó chính là công suất. Tiếp theo các thầy cô giáo sẽ bấm vào đây cho mất ô chữ đi. Vâng. Tiếp theo là câu số 7 hoặc câu số 9 tùy. Câu số 7 đi. Vâng. Áp suất tại các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang của chất lỏng có tính chất này. Vâng, sẽ cho học sinh suy nghĩ. Học sinh suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thì các thầy cô giáo sẽ muốn đưa đáp án thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào đây. Vâng, bằng nhau. Áp suất của các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang của chất lỏng thì có tính chất đó là bằng nhau. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ ẩn câu hỏi đi. Và như vậy chỉ còn một câu số 9 nữa thôi. Thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào ô số 9 thì sẽ hiện lên câu hỏi. Tên gọi hai lực cùng điểm đặt cùng phương ngược chiều cùng độ lớn thì đó là hai lực gì? Thì các thầy cô giáo sẽ bấm vào đây để hiện đáp án. Đó là lực cân bằng. Vâng. Như vậy thì chúng ta đã giải xong nội dung câu 9 câu hỏi trong cái phần trò chơi mà tôi đưa ra. Thì ở đây cái từ khóa của chương trình đó chính là từ công cơ học. Vâng, đó chính là một nội dung công cơ học, một nội dung trong phần cơ học của lớp 8. Vâng, thì đây chính là nội dung phần thiết kế trò chơi ô chữ. Thì các thầy cô giáo có thể tổ chức trò chơi cho học sinh ở cái phần tiết ôn tập chương. Và các thầy cô giáo có thể suy nghĩ và đưa ra các cái trò chơi hay hơn, nội dung hay hơn để các thầy cô giáo sẽ kết hợp vào đây. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm theo dõi. Nếu có thầy cô giáo hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký để ủng hộ cho mình. Vâng, những thầy cô giáo nào mà muốn lấy nội dung phần bài giảng PowerPoint này thì các thầy cô giáo sẽ tải ở phần link mình để ở phần mô tả. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô giáo. Xin chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.